Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một cây máy cưa nhá. Cái này đến thương hiệu Echo, nhưng này Echo 362. Đó, hàng rất là đẹp và mới các bác nhá. Các bác nhìn quả lam này, như chưa xài luôn. Đó. Các bác xem video thì em xin like, đăng ký kênh và thông báo. Số hàng là 0862 567 746. Số em có liên kết sử dụng ở Zalo nhá. Sản phẩm khi bác mua cưa chắc chắn sẽ gồm là rũa tít và tô vít này, ba món theo kèm. Đó, bác nhìn quả lam này, bên em thì có ship hàng toàn quốc các bác nhá. Đến đây bác được kiểm tra thoải mái luôn. Hôm nay em muốn giới thiệu riêng cho bác cái gì đến thương hiệu Echo, một thương hiệu quá nổi tiếng của hàng Nhật Bản nha. Con này Echo 362. Đó, em này là công suất là 36cc, trọng lượng 4,5kg. Đó, máy móc thì liền lạc các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó, này đẹp tầm 90%. Đó, Echo là dòng khai thác tầm trung của các bác. Đó, cái này tăng chỉnh nhớt nha bác, tăng chỉnh nhớt bằng tay. Nó có tự động rồi mà tăng chỉnh nhớt bằng tay luôn. Ốc áng 7 màu cực kỳ là xuất sắc luôn. Đó, cái dòng Echo này nó nghiêng về độ bền cực kỳ là cao bác nhá. Mặt trước này hàm rồng còn đủ nguyên. Đó, lắp xăng, lắp nhớt, là chắn chắn thì còn nguyên này. Đó, Echo nó thiết kế về độ bền cực kỳ là cao. Các bác đi cắt gia đình hoặc là đi cắt cỗ tầm trung nhá, hai ốc giữ lam. Đó, cái này CS362 Made in Japan. Đó, máy móc thì liền lạc đẹp các bác nhá. Đó, lam, con này được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích chung 91, lam là lam Latin tỏa nhiệt của Echo các bác nhá. Các bác nhìn quả lam này cực kỳ là nét, là mới luôn. Đó, lam như chưa xài nhá. Đó, ăn tiền ở cái lam này, lam là lam Latin tỏa nhiệt đó. Không lo là bị nóng lam các bác nhá. Đó, cực kỳ là thoát và máy luôn. Đó, xích chung 91, xích này rất là dễ kiếm trên thị trường. Đó, lọc gió này trắng tươi luôn. Đó. Cái dòng này bác đi khai thác gọi cả ngày nhá. Cái này nó máy nóng thì bao nhạy nổ luôn cho bác nhá. Không có tình trạng là máy nóng khó nổ đâu. Đó, nó không giống như hàng nội địa chung. Đó, cái dòng này hệ miền Tây rất là thích luôn, tại vì thời gian cắt của các bác rất là lâu luôn, cắt cả ngày nhá, hoặc là cả tuần, hoặc là làm những công việc gọi là liên tục trong nhiều giờ. Đó, trọng lượng cực kỳ là nhẹ, hoặc bác nào mà chưa xài cưa cứ lên tham khảo dòng Echo này, nó cũng cực kỳ là nhẹ, dễ xài nha. Các bác đi cắt những ốc vanh khoảng 100 đổ lại. Đó, cực kỳ là nét luôn. Đó, cây số 362 này cả bán á, bán sẽ bán hết cho bác nhá. Đó, gửi cả lam cả xích. Giá cây này là 2.800.000 bao ship lam nhá. Nó ăn tiền ở cái lam này. Đó, lam cực kỳ là sắc nét luôn, lam là tinh tỏa nhiệt. Đó, đó, bác nhìn thấy không? Rồi, test nổ luôn tiếng máy cho bác này. 2.800.000 bao ship. Đó, nó còn công tắc đây nhá. Dòng này nhá, chỉ cần nóng máy một chút lên thôi rất là nhạy nổ luôn. Đó, test nổ lần hai cho bác này. Rất là êm luôn nhá. Rất là êm luôn. Đó, nó chỉ cần nóng máy tầm khoảng 10 giây thôi nhá. Giật lần thứ hai, thứ ba rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Đó. Quên chưa bật công tắc này. Đó. Cây này để cho bác giá là 2.800.000 bao ship nha. Máy móc thì cực kỳ là liền lạc là đẹp. Rồi, bác nào xem video cho chút like, đăng ký kênh và thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.